Người sinh năm 1983 thuộc mệnh gì? Tuổi Quý Hợi 1983 hợp với màu nào? Người tuổi Quý Hợi 1983 hợp cây phong thủy gì? Việc lựa chọn màu sắc hợp mệnh và phong thủy cho quý bạn tuổi Quý Hợi 1983 nhằm phòng tránh những điều xui xẻo, đồng thời mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc trên tất cả các phương diện của cuộc sống. Sinh năm 1983 thuộc mệnh gì? Ngũ hành bản mệnh: Thủy đại hải thủy, nước biển lớn, tương sinh, mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, nam, cấn thổ thuộc Tây Tứ Mệnh, nữ, đoài kim thuộc Tây Tứ Mệnh. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Quan hệ tương sinh không có nghĩa hoàn toàn là hành này sinh ra hành khác, mà chúng có nghĩa là nuôi dưỡng và trợ giúp nhau để cả hai cùng có lợi. Ngũ hành tương khắc: Hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Quan hệ tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, tiêu diệt dần hành kia, làm ảnh hưởng gây hại đến các hành còn lại. Sinh năm 1983 tuổi gì? Sinh năm 1983 tuổi hợi. Năm sinh dương lịch từ 13 tháng 2 năm 1983 đến mùng 1 tháng 2 năm 1984. Năm sinh âm lịch quý hợi, thiên can, quý, tương hợp, mậu, tương hình, đinh, kỷ, địa chi, hợi, tam hợp, hợi, mão, mùi, tứ hành xung, dần, thân, tỵ, hợi. Sinh năm 1983 hợp màu gì? Tuổi quý hợi 1983 kỵ màu gì? Màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành thủy màu tương sinh, màu xám, trắng, ghi thuộc hành kim, màu kiên kỵ, vàng sẫm, nâu đất thuộc hành thổ. Tuổi quý hợi 1983 hợp đá phong thủy màu gì? Quý bạn nam mạng tuổi quý hợi sinh năm 1983 nên mua đá topaz trắng, kim cương, đá thạch anh trắng, xạ phia trắng. Bên cạnh đó, để kích thêm tài lộc và vận may cho chủ nhân sở hữu, bạn có thể sử dụng kết hợp thêm nhẫn đeo màu vàng hoặc màu trắng. Đối với quý bạn nữ mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mua đá sapphire đen, sapphire trắng, xanh bích, topaz xanh, aquamarine. Không những thế, nữ mạng có thể sử dụng thêm nhẫn đeo màu vàng hoặc màu trắng. Tùy theo sở thích mà nữ mạng nên lựa chọn cho bản thân một màu sắc thích hợp nhất. Không chỉ đẹp mà nó còn giúp bạn gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, chuyện tình cảm lẫn sức khỏe. Tuổi Quý Hợi 1983 hợp màu xe gì? Đối với quý bạn tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nên mua xe màu trắng, da cam, ghi, đen, xanh da trời, xanh lam, xanh lục, tím, xanh rêu. Những màu này rất thích hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, để thể hiện cá tính mạnh mẽ và nam tính, bạn nên chọn màu đen quyền lực và huyền bí. Tùy theo sở thích của mỗi người mà việc lựa chọn màu sắc tương hợp có sự khác nhau. Xong để thể hiện tính thùy mị, duyên dáng cho các cô gái, gia chủ nên chọn màu nhẹ nhàng như màu ghi hoặc màu trắng. Mỗi màu sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Luận giải màu sắc hợp mệnh với tuổi quý hợi 1983. Màu trắng là màu của sự trong sáng, ngây thơ và tinh khiết. Ngoài ra, màu trắng còn mang ý nghĩa của sự hòa bình, trung lập. Đôi khi màu trắng còn thể hiện tính lạnh lẽo, cô độc. Ở một khía cạnh khác, Màu trắng là màu của thất bại, màu của sự đầu hàng. Màu đen là màu của quyền lực, sức mạnh huyền bí. Bên ngoài màu đen tượng trưng cho sự thanh nhã, sang trọng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm. Ở một khía cạnh khác, màu đen tượng trưng cho cái chết, ma mà quỷ. Màu xanh nước biển là màu của biển cả, bao la và rộng lớn. Mặt khác, màu xanh nước biển còn mang ý nghĩa tiêu cực, thể hiện tính ganh ghét, đố kỵ. Tuổi quý hợi 1983 hợp con số nào? Nam hợp các số 2, 5, 8, 9. Nữ hợp các số 6, 7, 8. Tuổi quý hợi 1983 hợp tuổi nào? Nam mạng, trong làm ăn, quý hợi, ất Sửu đinh mão. Lựa chọn vợ chồng, quý hợi, ất Sửu đinh mão, kỳ tỵ, tân dậu. Tuổi kỵ, nhâm thân và canh thân. Nữ mạng, trong làm ăn quý hợi ất sửu và đinh mão lựa chọn vợ chồng quý hợi ất sửu đinh mão kỳ tỵ tân dậu tuổi kỳ nhâm thân và canh thân tuổi quý hợi 1983 hợp cây phong thủy gì người tuổi quý hợi sinh năm 1983 là người mệnh thủy họ thường là người điểm tĩnh khéo léo có ý chí rất lớn nên dễ dàng vượt qua được mọi thử thách Vậy cây phong thủy nào hợp với người tuổi Quý Hợi? Theo phong thủy tương sinh, những cây có màu vàng, nâu thuộc mệnh thổ rất tốt cho người tuổi Quý Hợi. Ngoài ra, các loại cây có màu xanh nước biển, đen thuộc mệnh thủy giúp gia chủ rước tiền tài vào nhà. Cây hợp tuổi Quý Hợi như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây lan ý, cây cung điện vàng, cây ngọc ngân, cây lan chi, dây nhện, các dòng cây tùng như thủy tùng, tùng bồng lai để tránh thất thoát tiền bạc, tài lộc. Những người tuổi quý hợi cần tránh những cây cấm kỵ, cây cảnh có nhiều màu nâu, vàng, thuộc thổ hoặc cây thuộc mệnh mộc nên liệt vào danh sách đen. Tuổi quý hợi 1983 hợp hướng nào? Tuổi quý hợi 1983 hợp hướng Tây Nam, sinh khí. Chủ nhà thuộc cung mệnh cấn, dương thổ, chọn nhà hướng khôn, Tây Nam, âm thổ. Sự kết hợp tạo thành sinh khí, sao tham lang, mộc tình tốt vừa phân tích nhà và người cùng hành thổ, nhà và người âm dương cân bằng, âm thổ của khôn với dương thổ của cấn, tốt. Tham lang mộc tinh là sao tốt, nhập thổ cung, sao khắc nhà, khiến cho tính tốt của sao bị giảm đi. Nhà này giàu có về điền sản, nhiều nhân đinh, hạnh phúc, nhưng do mộc tinh hành mộc khắc hướng thổ nên về sau sẽ kém dần. Tuổi quý hợi 1983 hợp hướng Tây, diên niên, Chủ nhà thuộc cung mệnh cấn, dương thổ, chọn nhà hướng đoài, hướng tây, âm kim. Sự kết hợp tạo thành diên niên, thuộc sao vũ khúc kim tình, tốt. Phân tích, người sinh nhà, bị tiết khí, không tốt lắm. Nhà và người cân bằng âm dương, âm kim của đoài với dương thổ của cấn, tốt. Nhà này phát tài phát lộc nhanh chóng, con cháu thông minh, đỗ đạt cao, gia đình hạnh phúc. Tuổi quý hợi 1983, hợp hướng Tây Bắc, Thiên y, chủ nhà thuộc cung mệnh Cấn, Dương thổ, chọn nhà hướng Càn, hướng Tây Bắc, Dương kim. Sự kết hợp tạo thành Thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ tinh, tốt vừa. Phân tích, người sinh nhà, Cấn thổ sinh Càn kim, bị tiết khí, không tốt lắm. Nhà và người thuần dương, Dương kim của Càn với Dương thổ của Cấn, xấu. Sao Cự Môn thổ tinh là sao tốt, nhập Kim cung, sao sinh nhà, tính tốt của sao tăng lên nhà này được giàu sang phú quý, người nhà lương thiện, nhân đinh nhiều, tài lộc dồi dào theo phúc đức để lại. Do nhà thuần dương nên phụ nữ ôm yếu. Tuổi Quý Hợi 1983 hợp hướng Đông Bắc, phục vị. Chủ nhà thuộc cung mệnh Cấn, Dương thổ, chọn nhà hướng Cấn, hướng Đông Bắc, Dương thổ, sự kết hợp tạo thành phục vị, thuộc sao phụ bật mộc tinh, tốt ít. Phân tích: nhà và người cùng hành, nhà và người thuần dương dương thổ của cấn xấu phụ bật mộc tinh là sao tốt nhập thổ cung cấn thổ sao khắc nhà tính tốt của sao bị suy giảm nhà này lúc đầu có tiền tài có của ăn của để nhưng về sau suy dần nhà này dương thịnh âm suy nên phụ nữ và con cái trong nhà sẽ kém hơn nam giới về sức khỏe và công danh tiền tài có quan điểm cho rằng phụ bật thuộc hành thủy